Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba mô tả kết quả bầu cử là khó khăn và thừa nhận LDP chưa thể lấy lại niềm tin của công chúng sau vụ bê bối quỹ đen. Ông bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ để thúc đẩy các chính sách của Liên minh. Việc Liên minh cầm quyền mất quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 15 năm có thể khiến họ buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài để tiếp tục nắm quyền, dù là từ những nghị sĩ độc lập hay các đảng đối lập. Các chính trị gia dự đoán LDP có thể sẽ phải chọn lựa con đường tìm đối tác mới để liên minh cầm quyền hoặc quản lý chính phủ như một liên minh cầm quyền thiểu số. Một phiên họp đặc biệt của Quốc hội để bầu thủ tướng sẽ được triệu tập trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử theo quy định của hiến pháp Nhật Bản. Trong một diễn biến có liên quan, nhiều cán bộ của LDP cho biết là sẽ từ chức sau khi biết kết quả bầu cử.